Xin chào các bạn, mình là Tế Anh, mình đến từ cộng đồng Tế Anh Đưa Đe. Cộng đồng chuyên chia sẻ với các giả Nayo, các giả Nairobi, các giả Nayo đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng. Nếu các bạn có chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cập nhật tiếp tục những giả mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ đối với anh em. Trong nội dung video chia sẻ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với dự án Mr. World. Bây giờ, tham gia vào dự án hôm nay thì bạn sẽ cần vào link chuyển đơn mô tả video, sau đó gọi nút start chat robot. Tiếp theo, chúng ta nút cho Arop và đưa cho group Terra và channel đầu tiên. Và chúng ta sẽ có một cái phần comment với thẻ test ở đây, tối thiểu là 74. Có ngay comment. Comment. Rồi trở lại với bot Telegram, chúng ta tiếp tục này, mở tester này. Một Facebook, một Instagram, các cái mạng xã hội còn lại đây. Ở Discord. Join vào kênh liên kết ở đây là Aropstan này. Một cái Twitter Aropstan để người ta đi tiếp số các bài đăng. Trên Twitter thì bạn tiến hành follow, copy username của dự án Mr. Squam. Like, chọn Grow Tweet. Paste username vào đây. Và nút tweet. Follow cho Discord, tìm đến dự án Mr. Worm này, like, retweet ở profile. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho Discord trước này, ở profile này. Ta copy phần profiling nhé. Ít code cũng đã xong rồi, bây giờ mình sẽ một compliment này. Submit này. Đây, bây giờ chúng ta sẽ nút đăng ký ở đây này. Nó hỏi radio tới cái đài, mình chọn phần chọn cái đài nhé, thì email. Cái chỉ phí các bạn đủ biết TH ở trên chất code thằng VTAMAT, chúng ta copy phần địa chỉ VTH, sau đó quay trở lại các page và copy phần profiling của tester và page phần profiling tester ở dưới đây. Retweeting, chúng ta chọn tweet Redmi. Kéo xuống dưới, chọn thuần thời gian bài đăng. Sao chép phần link và paste phần link retweeting từ dưới đây. Chọn ai vừa join. Facebook group, chúng ta về từ nhà để copy phần profiling. Ok đây. Chọn ai vừa join. Instagram, chúng ta ấn vào phần avatar, ấn vào phần profile, copy phần profiling của Instagram và ta paste vào phần profile Instagram từ dưới đây. Chọn ai vừa join tiếp. Discord, chúng ta copy phần username của Discord và ta paste phần username Discord phía dưới đây. Chọn ai vừa join. Ai vừa join. Ta join một trong ba group, ở đây thì mình đã join group thứ ba rồi anh em nhé. Đấy, ta join group và sau đó ta chọn đôn. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về dự án Mr. World. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn. Xin chào tiếp theo.